chào các bạn đã quay lại với kênh tin tức sau việc của chúng tôi. Và sau đây là tin tức Phi Thanh Vân mặc bikini khoe bụng bầu 7 tháng. Trong chuyến đi nghỉ mát cùng chồng mới đây, diễn viên Phi Thanh Vân đã tự tin mặc áo tắm khoe bụng bầu 7 tháng. Mới đây, nữ hoàng dâu kéo Phi Thanh Vân đã cùng chồng trẻ Bảo Duy đi nghỉ mát tại một resort ở Phan Thiết. Sau scandal quỵt nợ và 5 lần sảy thai, đứa bé với chồng trẻ mà nữ diễn viên đang mang thai đang được cô hết sức chăm sóc và nuôi nấng. Sau khi cho ra mắt bộ ảnh khoe bụng bầu cùng chồng cách đây không lâu, Phi Thanh Vân trong chuyến nghỉ dưỡng cũng rất tự tin mặc bikini hai mảnh và khoe bụng bầu 7 tháng. Cô chia sẻ trên Facebook rằng tháng thứ 7 ba mẹ đưa bé yêu đi mũi kê gà nghỉ dưỡng. Còn 2 tháng nữa đón con yêu rồi, nhanh quá phải không con? Ông bà và bố mẹ ai cũng mong con. Chỉ nghĩ tới ngày đó thôi mà mẹ đã thấy cây cây sống mũi. Nước mắt lưng tròng vì xúc động, ôi mong nhìn thấy con yêu. Thế mới thấu hiểu tình cha nghĩa mẹ thiêng liêng cao đẹp, nhường nào con yêu của mẹ. Hai vợ chồng Phi Thanh Vân chụp ảnh tự sướng cùng nhau, quang cảnh resort nơi cô và chồng trẻ Bảo Duy nghỉ mát. Mặc dù đang mang thai tháng thứ 7, nhưng nữ diễn viên rất tự tin, diện bikini khoe thân thể mình. Phi Thanh Vân đặt rất nhiều hy vọng vào đứa bé này. Vợ chồng Phi Thanh Vân cách đây không lâu cũng đã tham gia game show Đàn Ông Phải Thế. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.